Xin kính chào các quý vị. Vâng, đây đang là thời điểm trung tuần của tháng 12. Giáng sinh năm nay đến thật sớm tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà. Đó là dành cho các quý vị, những người yêu thích của những dòng âm ly McIntosh đến từ Mỹ. Khi các bạn nhìn đây thì thấy chúng tôi thật là tràn ngập hạnh phúc khi thấy những dòng sản phẩm mà mình đặt đã được chuẩn bị đưa đến tay cho khách hàng. Đó là những dòng MC 611. Đây là những cặp mono block. Và với dòng McIntosh này thì cái thế mạnh thì như các bạn đã biết về đó là sức mạnh, vì những khối này nó lên rất là nặng. Và đây là chính là sự hiện diện của lá cờ Mỹ. Và bên này thì lại là một chiếc Chepridium đi đèn C2700 Tupi. Với dòng này thì chúng tôi sẽ có một sự kết hợp giữa hệ thống bóng đèn và dòng bán dẫn công suất lớn để tìm ra những dòng sản phẩm đó là những cặp loa hay nhất để phối ghép cùng với cặp bộ đôi này. Và đó một quà Giáng sinh, đây chính là một người bạn, cũng là một người khách chơi lâu năm đã tin tưởng Thiên Hà. Chính là chiếc cặp loa Scala Utopia One. Trông thì có vẻ thấy các bạn thấy nó chỉ có 85 kg, nhưng đối với tôi thì tôi thấy nó quá là dư sức đối với cả mình vì nó rất là nặng. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ dành sự đặc biệt luôn là tôi khui thùng luôn cặp loa này cho các bạn nhìn. Trên này thì như các bạn thấy đây là một dòng loa đến từ Pháp. Và nó có một cái thùng cắt tông rất là lớn. Và cái loa này thì lên khuyến cáo các bạn là lên bóc ở trong tình trạng đứng, chứ không lên bóc trong tình trạng nằm. Còn bây giờ thì đây là tất cả các đinh ghim của nó vẫn còn nguyên siêu. Và bây giờ thì tôi sẽ rạch cái này ra để cho các bạn nhìn. Wow. Và khi bóc ra thì các bạn sẽ thấy ngay một cái bảng hướng dẫn. Trong này là có những cái dụng cụ để mình cùng kết hợp ở khi bóc loa. Và trong này thì người ta sẽ bóc nằm. Đó, và người ta sẽ giật đứng như này để mở ra loa và lôi kéo loa ra thì nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, đúng thế ạ. Đây là một chiếc tấm gỗ bằng ván. Nó bảo vệ phía bên mặt ngoài lấy bên loa này. Để khi người ta có thể bảo vệ cho được cái mặt đằng trước của chiếc loa này. Những dòng lớn này thì tôi cũng rất thích khi người ta trang bị cho những chiếc loa là những hệ thống bằng chân để mình có thể dịch chuyển, giúp cho setup nó được dễ dàng hơn. Còn đây là hệ thống cả một cái xương bằng bọt biển để là giữ được cái phần bảo vệ cho chiếc loa này. Bên trong này thì đây chính là một hộp phụ kiện. Thật háo hức các bạn ạ. Vâng, đây là hệ thống chân côn và chén hứng. Và chúng ta cùng xem cái chất lượng dòng đầu bảng của Pháp là như thế nào. Quá tuyệt vời. Và không những thế thì nó lại còn tuyệt vời hơn. Đó chính là các hệ thống nam châm như các bạn nhìn thấy, nó dính tiền vào nhau luôn như này. Đấy, nó đã bảo đảm cho các bạn là có một độ chính xác cao là một cái, hai là các cái này nó được chăm chút cũng rất là cầu kỳ và kỹ lưỡng. Nhìn trông thật hoàn hảo. Đi cùng với cả một hệ thống bộ đôi của côn chén hứng này thì nó còn có thêm một quyển trong cặp sách này. Và chúng ta xem. Vâng, cặp sách này thì nó sẽ có một cái khăn cho các bạn. Và những quyển catalog hướng dẫn, và người ta sẽ giới thiệu sâu về cái Chepridium. Đây là một cái công nghệ riêng đặc biệt của hãng loa đến từ Pháp. Còn trong này thì chắc là các thông số kỹ thuật và manual. Nhưng bây giờ tôi thật là nóng lòng muốn thẩm định xem là cái màu Noio này thì nó khác biệt những gì. Vâng, đây là quà Giáng sinh dành cho các bạn yêu loa Pháp. Đây chính là một cặp loa mà màu Noio Font rất là đẹp. Như các bạn nhìn thấy, khía cạnh nhìn thấy cặp loa này nó sẽ giống như là cái màu sô-cô-la. Nhưng mà nó có cái độ bóng và cái độ đẹp thì chắc là khỏi phải nghĩ bàn, từ các cái vành viền loa đến các hệ thống bố cục. Và đây là một cặp loa rất là tuyệt vời, và ngày hôm nay thì tôi sẽ phối ghép cùng như các bạn thấy đây là chính là bộ McIntosh. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục để dành tiếp món quà, đó chính là C2700 Premium. Wow. Đó chính là trái tim của bộ dàn các bạn ạ. Với dòng này thì các bạn nhìn thấy tất cả mọi cái thì là vẫn còn nguyên siêu, nguyên tem của Đông Thành Hòa Phúc. Và trong này nó còn có thêm một cái lớp thùng bảo vệ nữa, rất là chắc chắn và chống sốc tuyệt đối. Khi nó có những khe hở thế này thì cái lực tác động bên ngoài vào gần như không có bị ảnh hưởng gì tới phần thiết bị bên trong. Với dòng này thì bao giờ cũng có một quyển catalog trước và một tem bảo hành. Và các bạn luôn lưu ý đây là những hàng chính hãng công ty thì có thời gian bảo hành đến tận 24 tháng nhé. Và đi cùng với cả chiếc Premium này chính là một cái remote. Và vẫn còn nguyên pin ở ngoài, và một cái hệ thống của dây nguồn. Và cũng không phải để các bạn đây lâu thì sau đây tôi lại tiếp tục khui tiếp một chiếc power của trong hệ thống này. Vâng, thật náo nhiệt, ngay cả trong những lúc khui thùng ở dưới tầng 1 thế này, nhưng mà khách khứa ra vào vẫn tấp nập và ai cũng muốn sắm cho mình một bộ dàn. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn không quên nhiệm vụ, đó chính là chơi lớn, cắt ngay và bóc luôn thùng monoblock này ra. Wow, thật nặng các bạn ạ. Đây được gọi là quái thú vì nó rất là nặng. Nhưng với niềm đam mê âm nhạc thì không có cái gì là không thể vượt qua được. Vâng, đây là những hệ thống mà khi của Power Monoblock người ta là đóng gói, người ta cũng đóng chống sốc rất là cẩn thận bằng các cái mút được chèn, nó có cả độ cứng, nó có cả độ mềm. Trông thật lớn đúng không các bạn, nhìn trông thật là đồ sộ. Và bây giờ tôi cứ sẽ tẽ dần những cái này ra để cho các bạn nhìn cảm quan. Và nó cũng được trang bị một cái dây nguồn và một cái khóa, cộng thêm một cái hộp để khi mình dùng mình có thể là khóa lại được cả cái cầu loa đằng sau lại. Rất là cầu kỳ, đúng là người Mỹ. Còn YouTube đến đây thì tôi cũng xin được phép dừng tại đây, và chúng ta lên phòng test lab của Thiên Hà để có một cái trải nghiệm của bộ đôi Prepow McIntosh và âm đi Scala Evo. Xin cảm ơn các bạn đã xem YouTube.